Xin chào các em, trong buổi ngày hôm nay thầy trò mình tiếp tục sang cái bài số 2, đó là giới hạn của hàm số. Thầy nói qua một chút về lý thuyết cần nhớ. Phần A này, chúng ta vào phần A là giới hạn hàm số. Giới hạn hàm số, chúng ta lưu ý chút là giới hạn của hàm số tại một điểm, chúng ta có giới hạn hàm số một điểm này. Giới hạn hữu hạn. Người ta cho khoảng K chứa điểm x0 thì ta nói rằng là hàm số fx xác định trên K có thể là trừ cái điểm x0 này. Đó. Có giới hạn là L khi x dần tới x0. Nếu dãy xn bất kỳ với dãy số xn bất kỳ xn thuộc K có thể trừ đi cái gì? Phần tử 0, x0 này. Và xn tiến tới x0 thì ta có f xn tiến tới L. Nói tóm lại là về cái định nghĩa này thì khá là lằng nhằng một chút, đúng không? Đó. Ta nếu như mà nhìn vào cái định nghĩa về giới hạn hữu hạn này thì chúng ta khó không hình dung ra được đâu. Đây, ở đây chúng ta chú ý là về mặt ký hiệu là lim của fx x tiến tới không bằng L, hay là fx tiến tới L khi x tiến tới không. Chúng ta hay sử dụng cái ký hiệu phía trước nhiều hơn. Đấy, ký hiệu phía trước nhiều hơn. Ở đây chúng ta chú ý nó giới hạn của hàm số thì nó khác giới hạn của dãy số, đó là dãy số thì lúc nào n ấy cũng tiến tới là cộng vô cùng, do đó người ta bỏ cái ký hiệu n tiến tới cộng vô cùng đi, người ta mặc định. Nhưng với hàm số thì x có thể tiến tới cộng vô cùng, có thể tiến tới trừ vô cùng, có thể tiến tới một gì giá trị x0 nào đó, do đó người ta bắt buộc giới hạn của hàm số bắt buộc người ta phải có cái ký hiệu là x tiến tới một giá trị nào đó, hoặc là đấy, tiến tới cộng vô cùng hoặc trừ vô cùng. Nếu không có cái này tức là chúng ta sẽ bị sai, đúng chưa? Đấy. Thế còn chúng ta học vừa rồi, chúng ta học ở phần trước ấy, thì giới hạn của dãy số, ví dụ chúng ta thấy là chúng ta thấy lim của giả sử như là 1 trên n đi, không thấy n tiến tới gì, thì tức là trong trường hợp này là n tiến tới cộng vô cùng, vì đây là giới hạn của dãy số, n là ký hiệu giới hạn của dãy số, nên ta mặc định khi n tiến tới cộng vô cùng, nên mặc định nên người ta bỏ cái thằng n tiến tới cộng vô cùng đi. Và thì chắc chắn là thằng này chúng ta đã học rồi nó sẽ bằng không, đúng không? Đó. Thì ở đây chúng ta lưu ý nè, sau này chúng ta học ấy là những cái gì mà liên quan đến cộng vô cùng thì hoàn toàn là giới hạn của hàm số với dãy số nó là giống nhau. Đó. X tiến tới cộng vô cùng thì chúng ta chú ý là hàm số và dãy số nó sẽ giống nhau. Đấy, thầy nói trước như vậy. Thì chúng ta lưu ý giới hạn đặc biệt thì nó cũng giống như là bên dãy số thôi. Lim của x tiến tới x0 là bằng x0. Đó. Và lim của C, hằng số C đấy. X tiến tới x0 cũng bằng hằng số C. Số đây C là hằng số nhé. Còn ở đây chúng ta coi như thay x0 bằng x vào đây thôi. Đó, ta lưu ý chưa nhỉ? Thì đấy là giới hạn hữu hạn. Tiếp tục cái sang phần B là giới hạn vô cực. Thì đây liên quan về định nghĩa thôi. Người ta nói hàm số khi bằng fx có giới hạn dần tới dương vô cực. Đấy, hay vô cùng, vô cực hay vô cùng như nhau. Khi x dần tới một giá trị x0 nào đó, nếu mọi dãy số xn thỏa mãn là xn mà tiến tới x0 thì f của xn tiến tới cộng vô cùng, và lúc này ta ký hiệu là lim của fx x tiến tới x0 bằng cộng vô cùng. Và chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái chỗ định nghĩa này nữa, đúng không? Chúng ta chú ý ở đây là giới hạn vô cực. Giới hạn vô cực tức là cái giới hạn của nó là tiến tới cộng vô cùng hoặc là trừ vô cùng. Đó, cộng vô cùng, trừ vô cùng. Đây là người ta định nghĩa liên quan đến là cộng vô cùng. Thế đây người ta tương tự đây. Trong trường hợp mà nó gì bằng âm vô cùng thì nó cũng có thể là gì? Ở đây dương vô cùng hoặc âm vô cùng, đúng không? Đó. Nhà tương tự người ta có định nghĩa giới hạn dần về âm vô cực hay vô cùng. Đấy. Hai cái này là gần, nó sẽ là giống nhau, tương tự nhau. Ở đây người ta nói ta cũng có định nghĩa như trên, khi ta thay x không bởi trừ vô cùng hoặc là cộng vô cùng, có nghĩa rằng là x tiến tới gì cộng vô cùng hoặc x tiến tới trừ vô cùng. Thì lúc này khi x tiến tới cộng vô cùng ấy, thì nó giống như gì? Nó giống như là dãy số. Đó. Còn x tiến tới trừ vô cùng thì nó khác một chút. Sau này thầy sẽ giới thiệu kỹ hơn những phần này. Nói tóm lại là về phần lý thuyết thì chúng ta thấy những cái lý thuyết này thì chúng ta chỉ đọc để biết thôi. Nó gần như là chúng ta cũng không phục vụ nhiều trong việc làm bài tập, thế nhỉ? Đó. Tiếp tục sang cái phần số 2 là giới hạn của hàm số tại
vô cực hay tại vô cùng nha. Ta chú ý một chút là có hai cái khái niệm đó, giới hạn vô cực hay vô cùng. Giới hạn vô cực hay vô cùng là kết quả của nó bằng cộng vô cùng hoặc là trừ vô cùng. Đó, được chưa? Là cộng kết quả của cái giới hạn đấy là bằng cộng vô cùng hoặc trừ vô cùng thì là người ta gọi giới hạn vô cùng. Thế còn giới hạn hữu hạn, giới hạn hữu hạn thì chúng ta kết quả của nó là một số xác định. Ví dụ như là 1, 2, 3, 0 hay là trừ 1, trừ 2, trừ 3 gì đó. Thì đấy là giới hạn hữu hạn. Đó. Kết quả nó là một số hữu hạn. Được chưa? Đấy. Ở đây, cái phần giới hạn của hàm số tại. Tại vô cực. Tại vô cực hay tại vô cùng. Tức là x tiến tới gì? X tiến tới cộng vô cùng hoặc x tiến tới trừ vô cùng. Đấy. Được chưa nhỉ? Thì tại mà. Đúng không? Còn giới hạn tại một số hữu hạn nào đó thì x sẽ tiến tới x0. X0 là một số hữu hạn thì tại cái gì đó tại x0. Nhưng đây giới hạn tại vô cùng hay vô cực là x tiến tới gì? Cộng vô cùng hoặc x tiến tới trừ vô cùng. Đó. Thì cái x tiến tới cộng vô cùng trong trường hợp này này thì chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn giống như là gì? Giới hạn của dãy số thôi. Bởi vì x tiến tới cộng vô cùng hoặc là n tiến tới cộng vô cùng nó là giống nhau. Đó, giống nhau. Giống nhau về về cái chỗ này và cách thức làm bài tập và giải quyết nó giống hệt như là gì? Là của dãy số. Dãy số chúng ta làm như nào thì bên hàm số làm tương tự như vậy. Đó. Thế còn ở đây thì chúng ta có thêm một cái đó là giới hạn khi x tiến tới trừ vô cùng. Khi tiến tới trừ vô cùng nó khác một chút so với x tiến tới cộng vô cùng ở cái vấn đề gì? Sau này vào bài tập thầy sẽ nhắc chúng ta. Thì người ta nói rằng là hàm số là fx xác định trên từ trừ vô cùng đến b có giới hạn là n khi x tiến tới trừ vô cùng nếu với mọi dãy số xn thỏa mãn xn nhỏ hơn b và xn tiến tới trừ vô cùng thì f của xn là tiến tới l và ký hiệu này. Đó. Nói tóm lại là đây là về mặt định nghĩa. Em phải xác định thôi. Đó. Tiếp tục là ta có một số cái giới hạn đặc biệt đối với giới hạn tại vô cùng. Thì cái này chúng ta thấy gần như là bên gì? Dãy số này. Thứ nhất là chúng ta x tiến tới cộng trừ vô cùng của cái hằng số thì bằng hằng số này. Và lim của C, C là hằng số nhá. Đó. Trên x mà x tiến tới cộng trừ vô cùng là bằng 0 hay nói khác là một số chia cho vô cùng. Vô cùng đây có thể cộng vô cùng hoặc trừ vô cùng là bằng 0. Đó. Thế còn trong trường hợp là lim của x mũ k x tiến tới cộng vô cùng thì bằng cộng vô cùng nếu k là nguyên dương. Đấy, k nguyên dương tức là chúng ta là ví dụ x bình phương hay x bằng lim của x tiến tới cộng vô cùng thì là cộng vô cùng đó k nguyên dương thì ví như vậy và lim của x mũ k x tiến tới trừ vô cùng bằng trừ vô cùng khi mà k lẻ. K lẻ thì chúng ta thấy là ví dụ như chúng ta tưởng tượng là lim của x này mình cơ lim của x tiến tới trừ vô cùng ấy thì nó là bằng trừ vô cùng và trừ vô cùng mũ lẻ nên thì nào dấu số âm ấy, số âm mũ lẻ lên là bằng âm, đúng không? Nhưng mà bên này số âm mà mũ mũ chẵn lên thì nó lại dương, đúng không? Giống như là chúng ta tưởng tượng như ví dụ nhá. Lim chúng ta sẽ chắc chắn là lim của x tiến tới trừ vô cùng ấy là bằng trừ vô cùng rồi. Đó. Nhưng nếu giả sử như lim của gì? X bình phương x tiến tới trừ vô cùng thì nó lại bằng cộng vô cùng, chúng ta cứ tưởng tượng rằng là thằng này này trừ vô cùng bình phương lên thì số âm này bình phương lên nó thành số dương đúng không là dương vô cùng đấy kiểu như thế. Thế còn nếu như là mũ 3 lim của x tiến tới trừ vô cùng mũ 3 thì nó lại là trừ vô cùng cơ đó số âm mũ 3 lên thì nó vẫn là âm đấy chúng ta hiểu như thế nôm na thì nó như vậy đúng không là dễ hình dung ta lưu ý như vậy ok thì nó về nguyên tắc dấu nó kiểu kiểu như thế thế nhỉ chúng ta chú ý nha là nó sử dụng những cái tính chất như thế này thì chúng ta thấy chúng ta coi như là chúng ta quy ước tính lũy thừa với dấu nó tương tự như vậy thì đấy là một số cái giới hạn đặc biệt khi mà hàm số giới hạn của hàm số tại vô cùng vậy sang cái phần thứ ba một số định lý về giới hạn của hữu hạn giới hạn hữu hạn thì thực chất chúng ta thấy là chúng ta ở đây khi chúng ta gần như là cộng trừ thì nó bằng cộng trừ này giới hạn của tổng hiệu thì bằng tổng hiệu giới hạn
kiểu như nhân chia thì một nhân chia nếu như nó xác định đúng không? Đấy, đương nhiên là mẫu khác không thì chúng ta sẽ chia được đúng không nhỉ? Và tương tự đây nếu như lớn không thì ta sẽ khai căn được đúng không? Thì thằng này trong căn mà nó phải dương, thằng này cũng thế. Đó, đương nhiên thằng L nó phải dương này. Tương tự này. Đó. À chỗ này chúng ta thấy là ở chỗ này thì chúng ta thấy liên quan đến giới hạn này, x0 cộng với x0 trừ liên quan giới hạn một bên. Thì sau này thầy sẽ giới thiệu kỹ hơn thế nhỉ. Đó. Ok. Đấy là một số định lý về giới hạn hữu hạn. Ở đây người ta nói các định lý trên chỉ áp dụng cho những hàm số có giới hạn là hữu hạn. Ta không áp dụng cho các giới hạn dần về vô cực. Đó, vô cực. Tức là chúng ta giới hạn này gì? Vô cực đấy. Thì chúng ta không áp dụng. Đó, ok. Thế nhỉ? Bởi vì giới hạn, những cái giới hạn về vô cùng ấy thì chúng ta thấy rằng là những thằng này, ví dụ như thằng này, nó là thằng này là vô cùng thì nó dạng vô cùng trên vô cùng thì là một dạng vô định thì chúng ta sẽ phải gì? Khởi. Nói tóm lại như vậy. Đó. Ta định lý 2 là nguyên lý kẹp, thì cái nguyên lý kẹp này chúng ta đã học ở bên dãy số rồi, về cơ bản nó cũng giống như là gì? Dãy số thôi. Nếu như là cái thằng gx mà nhỏ hơn bằng fx, nhỏ hơn bằng hx mà lim của cái thằng gx x đến x0 bằng lim của hx x0 mà bằng l thì đương nhiên lim của thằng fx x0 cũng bằng l. Đó. Thì tức là hai cái thằng này nó tiến tới một một giá trị thì cái thằng giữa này nó kẹp giữa mà nó phải tiến tới thằng l này. Đó, ta lưu ý đến nguyên lý kẹp. Vậy. À, các giới hạn đặc biệt thì chỗ này người ta gộp vào thôi. 2k trong trường hợp này chúng ta 2k này, k là chúng ta sẽ là thuộc n sao đấy đúng không? N sao. Thì khi mà như thầy vừa nói chính là cái tính chất vừa rồi đấy. Mũ chẵn lên. Đó, mũ chẵn. Nếu x mũ chẵn ấy thì dù x tiến đến cộng vô cùng hay trừ vô cùng nó vẫn là cộng vô cùng. Đó. Thế còn nếu x mà mũ lẻ, mũ dương ấy, số số nguyên số số dự, nguyên dương mà nó lẻ ấy, được chưa? Thì khi x tiến tới cộng vô cùng nó là cộng vô cùng, khi x tiến tới trừ vô cùng thì nó là trừ vô cùng. Đó, như vậy. Thế còn nếu như lim của fx mà x tiến tới x0 mà bằng cộng hoặc trừ vô cùng hay nói tóm lại là bằng vô cùng, vô cùng thì lim của k chia cho fx x tiến tới x0 bằng 0. Mình vẫn thường nói là một số xác định chia cho vô cùng thì bằng 0. Đó, chia vô cùng bằng 0. Dù có thể nó là cộng vô cùng hoặc trừ vô cùng trong trường hợp này k khác không. Còn nếu như mà k nó bằng 0 thì nó lại dạng vô cùng trên vô cùng đúng không? À xin lỗi, k k mà bằng 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 0 thì đúng rồi, chúng ta sẽ có thể đưa vào dạng 0 trên 0 hoặc là vô cùng, nhưng vô cùng nó dạng vô định, được chưa nhỉ? Đấy, k trong trường hợp này k nó phải khác 0. Ok chưa? Đó. Nếu nó bằng 0 thì nó dạng vô định. Ta lưu ý chỗ này. Đó. Thì đây là về mặt lý thuyết. Sau làm bài tập ta sẽ đến chỗ nào phần nào thì thầy sẽ hướng dẫn lại chúng ta cái phần lý thuyết đó thôi. Các phần 4 là giới hạn vô cực, thì đây chúng ta tính là cái giới hạn mà cái, một số cái quy tắc mà tính giới hạn vô cực, thì cái này thì chúng ta đã học ở bên phần dãy số rồi, một phần dãy số rồi. Đó. Đây người ta nói lim của fx tiến tới x0 mà bằng cộng trừ vô cùng, lim của gx x tiến tới x0 mà bằng L là khác không, thì ta có này. Đấy. Dấu này, chúng ta giấu nhá. Hai thằng này nhân với nhau này. Đúng chưa? Thì mình tưởng tượng nhá. Nếu L là dương thì dương vô cùng nhân số dương nó là dương. Âm vô cùng một số âm nhân với dương vô cùng thì nó là số âm. Mình cứ nhân đúng quy tắc dấu như bình thường thôi. Nha. Chúng ta nếu L là dương này và cái thằng lim của fx mà nó là dương vô cùng thì dương với dương là dương vô cùng này. Nếu L là âm này thì âm với dương vô cùng nó sẽ là âm vô cùng này. Đó. Tương tự thằng này ngược lại này. Nếu như L mà nó dương và thằng này là bằng trừ vô cùng, dương nhân âm thì nó sẽ là kết quả nó sẽ là âm vô cùng này. Được không? Nếu thằng này âm, thằng L là âm, đúng không? Dấu của L là âm. Âm nhân âm thì nó lại dương vô cùng, kết quả là dương vô cùng ở dưới này, được chưa nhỉ? Đó. Và tóm lại là quy tắc dấu là chúng ta đã quen thuộc rồi đúng không? Gần như là nhân dấu bình thường thôi mà, đúng không nhỉ? Đó, thì rất là dễ nhớ. Tương tự đây cũng thế. Đúng nhỉ? Tương tự đây. Dấu gx và n. Đấy.
Nếu thằng này là fx là bằng l này, còn gx là bằng 0, đây là dấu gx nhá, tức là cái gx này này nó dương nó âm đúng không? Thì một số mà chia cho 0. Đó, một số chia cho 0 thì nó bằng vô cùng. Một số chứ không bằng vô cùng. Không quan trọng nó là cộng vô cùng hay là trừ vô cùng, nó phụ thuộc vào dấu. Nếu trên tử này là dương, giấy mẫu này nó cũng là dương, không nhưng mà nó dấu của nó luôn luôn dương ấy, đúng không? Đấy, mặc dù nó khi x tiến tới x0 nó bằng 0. Đó, nhưng mà cái dấu của nó mang dấu dương thì dương chia dương nó là dương vô cùng. Đấy. Còn nếu dương mà chia cho âm thì nó sẽ là âm vô cùng và ngược lại, đúng không? Âm với âm là dương vô cùng. Đó, chúng ta lưu ý dấu của nó. Nghe nó có vẻ như nó chính là dấu của bình phép nhân bình thường thôi mà, đúng không? Quan trọng là chúng ta phải nhớ một số xác định L đây. L là số xác định này. Chia cho 0 thì kết quả nó là vô cùng. Nhiệm vụ chúng ta cần xác định nó là dương vô cùng hay là âm vô cùng mà thôi. Đó. Thế thì âm vô cùng với dương vô cùng thì ta lại xét về dấu của nó. Dấu của nó. Quy tắc dấu thì tương tự. Thấy chưa nhỉ? Đấy. Tuy nhiên thì nếu như ta sử dụng cái quy tắc này này, xét nó là dương vô cùng hay âm vô cùng thì khá là khó, bởi vì nhiều nhiều khi là chúng ta không xét được dấu của thằng gx này. Xét dấu của gx này. Khó xét dấu. Thì với những cái bài như này ấy, thầy hay đưa vào quy tắc 1. Quy tắc 1 thì dễ hơn, bởi vì cái thằng mình sẽ tính được cái thằng lim của fx này ở đây nó là cộng vô cùng hay trừ vô cùng, và cái thằng này ta xác định dấu rất là dễ. Đấy, xác định dấu của thằng này rất là dễ. Đó, thì người ta quy về làm nào, quy về từ cái quy tắc 2 về quy tắc 1. Đó, quy tắc 2 về quy tắc 1. Thì thông thường như vậy, người ta hay hay quy về quy tắc 1 để tính xác định dấu nó dễ hơn. Đó. Thì đấy là một số quy tắc mà chúng ta cần phải nhớ. Ok chưa? Đấy, hoàn toàn về mặt lý thuyết là chúng ta thầy đã giới thiệu qua chúng ta như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào các dạng vô định của hạng hàm số. Chúng ta sẽ đi vào các dạng vô định là một, sau đó các giới hạn của hàm số liên quan đến tại vô cùng hay tại giới hạn vô cực. Thì những cái đấy là chúng ta sẽ giải quyết ở cái phần bài tập áp dụng. Ok. À, vì các dạng vô định của cái giới hạn hàm số thì chúng ta có cái ba dạng chính, đó dạng 0 trên 0, vô cùng trên vô cùng trừ vô cùng, đây là ba dạng chính. Ngoài ra còn một số dạng ví dụ như là 0 nhân với vô cùng. Đó. Thì chúng ta có thể để quy về các dạng mà chúng ta dạng chính này. Trước tiên ta sẽ giải quyết cái dạng đầu tiên là dạng 0 trên 0, 0 0. Thì đi vào cái trường hợp 1. Trường hợp 1. Tức là dạng 0 nhân 0 chúng ta có 3 trường hợp. Đó, trường hợp 1 này là cái giới hạn L là bằng lim của Px trên Qx. Với Px và Qx là các đa thức. Trong trường hợp này mình xét các đa thức trước. Đó, các đa thức. Và đương nhiên là dạng 0 nhân 0 thì tức là Px0 bằng Qx0 bằng 0. Đó, thế nhỉ? Và lúc này ta phân tích cả tử và mẫu và thành nhân tử chứa x trừ không và rút gọn. Đó, chúng ta lưu ý chỗ này được chưa nhỉ, và rút gọn thì ta sẽ được cái dạng ở trong trường hợp mà chúng ta xử lý được. À, tuy nhiên ở đây chúng ta lưu ý, nếu như chúng ta khi mà chúng ta thay vào ở đây, ví dụ là thầy cứ làm một cái ví dụ bài số 1, sau đó thầy sẽ đưa ra một cái số chỗ mà chúng ta cần lưu ý. Thì nhỉ, dạng 0 nhân 0 nên là dạng 0 nhân 0 nhá. Dạng vô định là chúng ta phải khử, còn nếu không phải dạng vô định là chúng ta cứ tính bình thường thôi, ta thay vào tính bình thường. Ok nha. Rồi. Ok, chúng ta sẽ đi vào bài 1 này, cụ thể luôn bài 1 đây cho chúng ta dễ hình dung. Đó. Bài số 1, đây là dạng 0 nhân 0. Dạng 0 nhân 0 và nó là đều là đa thức, chúng ta nhìn đều là đa thức này, đúng không? Đó. À, IA này. Ta con lim x mũ 3 trừ đi x bình trừ đi x cộng 1 rồi chia cho
x bình trừ 3x cộng với 2. Ok, x tiến tới 1. Đó, x tiến tới 1. Thế là với cái dạng này thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta thay 1 vào đây này, thay 1 nhá. Trước khi mà tính xem dạng nó thì chúng ta cứ thay vào, thay trực tiếp vào đây. Thay vào đây thì thay 1 vào đây thì ta thấy 1 trừ 1 bằng 0 này. Rồi trừ 1 cộng 1 trên tử bằng 0 này. Tới mẫu này, 1 trừ 3 cộng 2 cũng bằng 0 này. Vậy đây chắc chắn là dạng 0 nhân 0. Ok, đó dạng 0 nhân 0 là chúng ta sẽ như bình thường này. Và lúc này ta sẽ tách ra. Đương nhiên nó sẽ có nghiệm là bằng 1 thì chúng ta sẽ có lim này. X trừ 1, đó. Rồi nhân với cái gì? Đến đây chúng ta sẽ thực hiện phép chia đa thức hoặc chúng ta sẽ chia nhanh này, thầy sẽ dạy cách chia nhanh nhé. Chúng ta lấy x mũ 3 chia chỗ x. X mũ 3 chia x được x bình. Chúng ta nhân ngược lại. X bình nhân với trừ 1 là trừ x bình. Trừ x bình. Ở chỗ này có trừ x bình mà trừ đi trừ x bình là thành 0 x bình. Vậy hệ số của này, hệ số của x ý, nó là 0 x. Đó, 0 x. Rồi. Rồi lúc này cái hệ số của x này, con thằng x này này là không quan tâm đến nữa, mà chúng ta lấy tự do, tức là cộng 1 chia cho trừ 1 thì thành trừ 1. Đó, đấy là trên tử như vậy. Chia cho dưới mẫu. Dưới mẫu ta cũng thế này, x trừ 1. Ta nhân thôi. Chia thôi, x bình chia cho x thì được x. 2 chia cho trừ 1 thành trừ 2. Đó là tự gì khớp thôi, cần giữa này không quan tâm, x tiến tới 1. Và lúc này ta sẽ vì x tiến tới 1 do đó x trừ 1 khác 0 thì ta bỏ cái thằng này đi, chia cả tử cả mẫu cho x trừ 1. Vậy ta sẽ còn lim x bình trừ 1 rồi chia cho x trừ 2 tiến tới 1. Thay này, thay vào x1 này. Cứ mỗi một bước rút gọn ta lại thay vào. Thay vào đây thì ta có 1 trừ 1 là bằng 0. Thay dưới này 1, 1 trừ 2 là trừ 1. Vậy thì lúc này chúng ta không chia trừ 1 là chúng ta đã xác định rồi, chứ không phải không như không nữa. Nếu giả sử dưới này vẫn không nữa thì ta lại khử tiếp. Đấy nhở? Đấy. Nhưng mà lúc này là bằng gì? Trên tử nó sẽ bằng 0. Chia cho gì? Trừ 1. 0 trừ 1 thì chắc chắn là bằng 0 rồi. Đó, vậy giới hạn 0. Đây nha, như vậy. Ok ta sang ý B. Lim của x mũ 4 trừ 1 rồi chia cho x mũ 3 trừ đi 2x bình cộng 1, x tiến tới 1, x cũng tiến tới 1. Đó. Bài này toàn x tiến tới 1 với trừ 1 thôi nhỉ? Đúng không? Rất là dễ. Bằng này. Chắc chắn thay 1 đến đây, 1 mũ 4 là 1, 1 trừ 1 hết bằng 0 để 0. Thế này cũng thế này, thay 1, 1 trừ 2 cộng 1 cũng bằng 0. Vậy đương nhiên là đây dạng 0 nhân 0 rồi. Chúng ta sẽ có bằng lim. Đó. Về nguyên tắc ấy, ở đây chúng ta có thể khai triển hằng thức, đúng không? Vì x bình tất cả bình trừ 1, 1 bình cũng tạo được. Hoặc ta làm giống như trên. Cái này làm như trên nhá. Còn nếu em nào cũng thích ý, thì có chúng ta có thể là gì? Dùng hằng thức là x bình tất cả bình trừ 1 này này. Bằng hằng thức là x bình trừ 1 nhân với x bình cộng 1. Đó. X bình trừ 1 thì chúng ta sẽ bằng là x trừ 1 nhân với x cộng 1. Rồi nhân với x bình cộng 1. Đó, nói tóm lại là như này. Thì chúng ta có nhân tử chung là x trừ 1 ra, đúng không? Đó, nhưng bây giờ thầy sẽ dạy cách ở trên này nha. Chúng ta giảm cấp đi là chúng ta sẽ có x trừ 1. Rồi. Bây giờ này chúng ta làm này, lấy x mũ 4 chia chỗ x thì còn x mũ 3. Rồi. Tiếp tục lấy x mũ 3 này nhân với trừ 1. Em nhìn đây này, x mũ 3 thì sẽ làm ra đây nha. X mũ 3 là nhân trừ 1 thì thành trừ x mũ 3. Ở đây chúng ta không có x mũ 3, tức là không x mũ 3.
Đó. Rồi trên trừ dưới này. Đây không có x mũ 3 nhá, đúng không? Trên trừ dưới chúng ta sẽ là còn 0 trừ đi trừ thành cộng, tức là x mũ 3. Chúng ta lấy cái hệ số này đây, tức là 1 x mũ 3 đây. Thì mình lấy cái hệ số của cái thằng x mũ 3 này là hệ số của x bình ở đây, tức là cộng với gì? X mũ 3 rồi đến x bình mà, đúng không? Cộng với 1 x bình, tức là cộng x bình. Đó. Lại tiếp tục ta lấy cái cả cái hệ số này này, 1 x bình này nhân với trừ 1 thì lại thành trừ gì? Trừ x bình, đúng không? Trừ x bình nhân vào trừ x bình. X bình đây cũng không có gì, không có x bình, tức là không x bình. Để trên trừ dưới thì thằng này lại là còn x bình. X bình nhìn đây hệ số x bình đây rồi thì đương nhiên cái một này này nó chính là hệ số của x cộng với x. Rồi. Tiếp tục hệ số x này. Ở đây chúng ta sẽ thì x rồi thì đến hệ số tự do chúng ta chỉ cần tự do ở đây là trừ 1 chia tự do ở đây nó sẽ ra được. Vậy trừ 1 chia cho trừ 1 thì thành cộng 1. Đó, thế là xong. Chia cho ở dưới cũng thế tương tự như vậy nhá. Chia cho này. Ở đây chúng ta dựng đấy cũng vậy là x trừ 3, x trừ 1. Rồi ta tiếp tục này. Lấy x mũ 3 chia cho x được x bình. Nhân ngược trở lại cũng vẫn vậy nha, giống như thế thôi. À, chúng ta sẽ bỏ thằng này đi, thằng này đi. Đây nha, tiếp tục này, nhân thằng này thì chúng ta sẽ có là trừ gì? Trừ x bình, đúng không? Nhân ngược trừ x bình. Và đây chúng ta có trừ 2 x bình, chỗ này là trừ 2 x bình. Trên trừ dưới thì trừ 2 x bình là trừ trừ thành cộng, và chúng ta sẽ trừ x bình, đúng không? Còn trừ x bình. Thì hệ số trừ 1 này là nó chính là hệ số của x. Rồi, hệ số x. Xong rồi, đến bậc 1 rồi đến bậc 0 thì tự do. Thế tự do là 1 chia cho trừ 1 thành trừ 1. Rồi, xong. X đến tới 1. Ok. Đó. Vậy đến đây thì chúng ta ok rồi nha. Xóa thằng này đi. Bằng thêm của cái gì đây? Thằng này chia đúng không? Thằng này chia hết đi thì chúng ta sẽ còn x3 cộng với x bình cộng với x với 1 rồi chia cho x bình trừ x trừ 1 x cho tiến tới mấy? 1. Và bằng thay số rồi thôi. Bây giờ thay vào 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 là 4. Cái này 4 này. Thế này gì? 1 trừ 1 trừ 1. Tức là chúng ta sẽ còn trừ 1 đúng không? 4. Thế cho trừ 1 bằng trừ 4. Đó. Trừ 4. Ok chưa? Rồi. Đấy là ý B của chúng ta. Tiếp tục này. Ta sang ý C. IC của chúng ta đây. Tìm x mũ 5 cộng 1 rồi chia cho x mũ 3 cộng 1 x tiến tới trừ 1. Chắc chắn là dạng không như không rồi, cũng tương tự như vậy bằng lim. Ta sẽ nhóm x cộng 1 ra ngoài. Trong này còn cái gì thì nguyên tắc giống thế. X mũ 5 chia cho x thì còn x mũ 4. Rồi ta nhân đây thì cộng x mũ 4. Không có x mũ 4 thì chúng ta sẽ thành trừ x mũ 3. Bởi vì không trừ 1 mà, đúng không? Không trừ 1 thì chúng ta sẽ còn trừ 1. Tiếp tục lại nhân ngược lại thành trừ. Trừ x mũ 3 thì không trừ thì trừ thành cộng với cộng x mũ 2. Nhân ngược lại đây thành cộng. Không cộng với à, không trừ đi cộng thì thành trừ trừ x. Hết đây là bậc 1 rồi, đến tự do chia tự do được tự do cộng với 1. Xong. Đấy, rất là nhanh cái cách làm như thế, ok. Cực kỳ nhanh luôn. Đến đây cũng x cộng 1. Một ta chia như vậy, hai là ta dùng hằng thức ta biết rồi, tốt nhất là chia cũng được thôi. Thằng này chia thằng này thì được gì? Được x bình. Nhân ngược trên trừ dưới thì trừ x. Rồi tự do chia tự do cộng 1. Và đây cũng chính là hằng ở thức thôi. Đúng không?
Đấy, nếu không quen thì chúng ta sẽ dùng hằng thức được. Đó. Nói tóm lại là chúng ta làm bài các thầy cô không cần biết để chúng ta làm nào được cái biểu thức này, tức là cô có hỏi thì em chia đa thức thôi. Đúng không? Cô chỉ cần chúng ta làm này cho nó là xong, chính xác là được. Đó. Rồi chúng ta sẽ có lim x mũ 4 trừ x mũ 3 cộng x mũ 2 trừ x cộng 1 rồi chia cho x bình trừ x cộng 1 x tiến tới trừ 1 và chúng ta thay số vào. Thay trừ 1 đây là 1, đây là 1 nữa, đây là 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Thay trừ 1 vào đây. 1 cộng 1 cộng 1, vậy 5 phần 3. Đó, ok chưa? Thật dễ. Để chúng ta như vậy. Thế nào? Tiếp tục sang ID. X trừ đi 5 khả năng này mình viết thầy sẽ xóa đi, thầy sẽ viết lại nha. Viết lại này. Đó. Viết lại là bậc cao bậc thấp cho nó dễ nhìn. Thế nhỉ? Xóa đi này, viết lại từ bậc cao bậc thấp. Nó chuẩn. Tức là sẽ 4x mũ 6 này. Trừ đi 5x mũ 5 này. Rồi cộng x. Chúng ta chia cho à, 1 và ngoặc này 1 trừ x tất cả bình x tiến tới 1 thì chắc chắn là chúng ta thấy 4 này cộng 1 là 5, 5 trên 5 hết này, chắc chắn là dạng 0 trên 0 rồi đúng không? Ta sẽ bằng này. Thứ nhất là cái thằng này ta sẽ đảo 1 trừ x bình phương thì thành x trừ 1 bình phương cũng được đúng không, đảo mà đảo vị trí vì bình phương đảo trước sau không ảnh hưởng gì đúng không, thì chắc chắn là có một này chúng ta sẽ đảo lại nha, nhất là lim đó trên này có một nghiệm bằng một thì ta x trừ một này rồi bắt đầu tách như vừa rồi này 4x mũ 6 chia cho x thì bằng 4x mũ 5 rồi chúng ta nhân ngược lại đây là trừ 4x mũ 5 trừ 4x mũ 5 trừ 5x mũ 5 trừ đi trừ 4x mũ 5 tức là cộng với 4x mũ 5 thì trừ 5 cộng 4 ấy, thì thành trừ 1 do đó thành trừ x mũ 4. Tiếp tục nhân này trừ x mũ 4 nhân với trừ 1 thành cộng x mũ 4. Ở đây không có x mũ 4 không trừ đi 1 thành gì? Trừ x mũ 3. Tiếp tục lại nhân vào đây lại thành cộng đúng không? Cộng này cộng này không trừ đi dấu cộng thì thành trừ trừ x mũ 2. Thằng này nhân đây lại cộng đúng không? Đấy. Cộng đây thằng này nhân x và thành x bình mà, đúng không? X bình mà đây không có x bình thì chúng ta thấy là gì? Không trừ đi dấu cộng thì thành trừ x. Rồi, trừ x trở đến tự do. Không chia cho tự do là không mà. Ở đây chúng ta sẽ có đóng ngoặc này thôi là cộng không, thế là xong. Chia cho x trừ 1 bình phương x tiến tới 1 rồi ở đây chia một cái ra chúng ta sẽ bằng lim của 4 x mũ 5 trừ đi x 4 trừ x mũ 3 trừ x bình trừ x rồi chia cho x trừ 1 x tiến tới 1 rồi bây giờ thay 1 vào đây, thay 1 vào đây thì chúng ta thấy là 4 trừ 1 trừ 1 trừ 1 trừ 1 nữa đây 4 trừ 4 hết cũng bằng 0, đây trên này vẫn là 0, dưới mẫu cũng bằng 0 nên vẫn dạng 0 như 0, ta lại gì thử tiếp đúng không, chưa hết dạng mà. Hãy khử bằng tiếp. Nhân tử vẫn là gì? X trừ 1. Nhân với lại tiếp tục này.
4x mũ 5 chia cho x thì thành 4x 4. Rồi, 4x mũ 4. Được chưa? Tiếp tục 4x mũ 4 này. Ở đây chúng ta đấy này, thành trừ 4x mũ 4. Đây, trừ x mũ 4 mà trừ trừ thành cộng, đây cộng với 3. X mũ 3. Đó. 3x mũ 3 để nhân vào đây. Thì 3x mũ 3 chúng ta có trừ 3x mũ 3. Thì là trừ 1 này, trừ trừ thành cộng. Thì chúng ta sẽ là cộng với 2x bình phương. Tiếp tục nhân vào đây thì là trừ 2x bình. Đây, trừ x bình mà trừ trừ 2 thì cộng với x. Tự do chia tự do hết. Đó, ok, thì chúng ta sẽ chia cho x trừ 1. X tiến tới 1. Rồi, ok rồi, bằng chia cho x trừ 1, ta có lim 4x mũ 4 cộng với 3x mũ 3 cộng với 2 bình cộng với x. Và thay 1 vào, x tiến tới 1. Thay 1 vào đây ok rồi, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 là nó bằng mấy? 7, 10, đúng không? 10, kết quả là 10. Ok chưa? Đó. Thế đấy là giới hạn. Ok, là như vậy. Khi làm tự luận này, ta có thể sử dụng máy tính để kiểm tra kết quả này xem có đúng không? Thì thầy sẽ hướng dẫn ta sử dụng Casio để kiểm tra kết quả mình làm đúng hay không nhá. Ví dụ đây, ví dụ ID thầy kiểm tra xem kết quả nó bằng 10 hay không. Đây, chúng ta sẽ sử dụng này. Đây, kết quả này. Dùng Casio. Ok, nếu muốn kiểm tra bằng máy tính xem kết quả có đúng không ý, thì chúng ta sẽ nhập vào ta can thôi. Ta nhập đúng cái biểu thức này vào. X này. Trừ đi 5x mũ 5 này. Rồi cộng với 4x mũ 6 này. Rồi, chia cho mở ngoặc là 1 trừ x bình phương này. Thế bây giờ x tiến tới 1 ấy thì mình sẽ can là tiến tới 1 thôi chứ không bằng 1, nếu can bằng 1 nó báo lỗi ngay lập tức đúng không? Mình sẽ can là tiến tới 1 tức là sát 1. Vậy ta sẽ 1 này cộng với một cái số hoặc là 1 trừ đi một số rất là nhỏ 0,0001 đi chẳng hạn. Đó. Tức là tiến tới 1. 1 cộng số này hoặc là 1 trừ đi cũng được. Đó. 1 cộng là sau này khái niệm là gì? Tiến tới cái 1 cộng. Còn 1 trừ thì tiến tới 1 trừ, đúng không? Thì trong trường hợp này là tiến tới 1 thì mình cộng hoặc trừ đều được. Ví dụ ấn bằng. Đó, bằng 10 luôn, được chưa nhỉ? Đấy, vậy kết quả của mình đúng. Được chưa nhỉ? Thế còn ví dụ mình có thể can là 1 trừ chẳng hạn 1 trừ đi 0,001 đi chẳng hạn như này bằng đó cũng bằng 10 luôn được chưa đấy thì máy tính đã bấm thế và kết quả bằng 10 của mình ok và mình có thể kiểm tra IC IBC chúng ta làm có đúng không đây chúng ta vậy thì kiểm tra giúp thầy nhá đấy, coi như vậy cách kiểm tra kết quả mình làm đúng không ok đây là ý đề à, tiếp tục ta sang ý nghe. Ta có lim của x mũ m trừ 1 rồi chia cho x mũ n trừ 1 x tiến tới 1 rồi cũng vậy thôi chắc chắn khi x tiến tới 1 thì 1 mũ m bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, thằng này bằng 0, 0 nhân 0 đó. Đây là một dạng là nó tổng quát như này. Chúng ta làm thế nào? Bằng này. Vẫn vậy thôi. Lim của x trừ 1. Rồi. Ta biến đổi trên tử số này. X mũ m chia x thì đương nhiên x mũ m trừ 1. Rồi. Nhân ngược trở lại này. Nhân này. Nhân thằng này. Là thành trừ. Trừ x mũ m trừ 1. Và đây x mũ m trừ 1 không có. Lại không trừ thằng này. Tức thành cộng. Cộng x mũ m trừ 2. Tương tự nhân ngược lại như thế thì cộng với x mũ m trừ 3. Rồi cộng với chấm chấm chấm. Cộng với x. Rồi kiểu gì như thế. Nó cộng hết mà. Trừ 1 chia trừ 1 cộng với 1. Đó. Cách chia nó giống như vừa rồi thôi. Đúng không? Cách chia này. Chính vì vậy thầy dạy cách chia đó người ta mới chia được thế này. Còn không là người ta chia được cái thằng này gần như không ai chia được.
đúng không? Chúng ta rất khó chia, chia nhỉ? Đó, chúng ta nhớ này, nhân này thì là 0 trừ đi trừ 1 là cộng 1, và tiếp tục nhân ngược lại 0 trừ 1 lại cộng, tức là cộng, cứ giảm cấp dần đến gì? Đến x, rồi đến x thì rồi đến hệ số tự do đến đây. Rồi tương tự dưới mẫu cũng thế thôi. Để cho x trừ 1 này thế thôi, x mũ n trừ 1 cộng với x mũ n trừ 2 cộng với x mũ n trừ 3 cộng với chấm 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 cộng với x cộng với 1. Đó. Rồi x tiến tới gì? 1. Rồi bằng chỉ tiêu sim của x mũ m trừ 1 cộng với x mũ m trừ 2 cộng với x mũ m trừ 3 cộng chấm 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 cộng x cộng 1, rồi chia cho x mũ n trừ 1 cộng với x mũ n trừ 2 cộng chấm 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 luôn nha, cộng với 1, tiến tới 1. Đương nhiên thay 1 vào đây thì chúng ta không còn 0 nhưng 0 nữa. Và bằng gì? 1 cộng 1 cộng với 1 cộng với chấm 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 cộng với 1 cộng với 1. Rồi chia cho 1 cộng 1 cộng 1 rồi cộng với chấm 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 cộng với 1 cộng với 1. À, nếu nhìn như này thì trên tử là bằng, nhìn có hai cái giống nhau không? À, bằng một luôn là sai đấy. Trên tử này chúng ta sẽ có bao nhiêu số 1? À đây chúng ta này m trừ 1 đây. M trừ 1, đây là mũ 1 này, đến m trừ 1 cộng 1 thì chúng ta thấy có m số 1. Dưới tử là có n số 1 đúng không? À, thì thằng đấy để m chia cho n. Được chưa? Bằng m chia n. Đó. Trên tử này có m số 1, dưới mẫu này có n số 1 thì bằng m trên n. Lưu ý như vậy nha. Đấy, chứ không này, tiêu nó bằng 1 rất là nguy hiểm. Ok chưa? Rồi ok, đấy là ý e chúng ta như vậy. Và tiếp tục ta sang ý f. Sim của x cộng x bình rồi cộng với chấm 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 cộng với x n trừ n chia cho x trừ 1 x tiến tới 1. Rồi đây chắc chắn là cũng dạng không nhân không, bởi vì thay 1 vào đây thì đây 1 cộng 1 cộng 1, tức là đây chúng ta thấy đây mũ 1 đây, đến mũ n thì chúng ta sẽ có n số 1, vậy đây sẽ bằng n trừ n là bằng hết là không, đấy là 1 trừ 1 hết bằng không đúng chưa. Sau đó là chúng ta đây chính là dạng không nhân không, và muốn tách cái dạng không nhân không này chúng ta lưu ý là bằng lim, à, tách cái n này bằng n số 1, n số 1 này ra thì chúng ta sẽ gắn với từng thằng này vào thì ta sẽ có x trừ 1 cộng với x bình trừ 1 cộng với x mũ 3 trừ 1 cộng với chấm 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 cộng với x mũ n trừ 1. Đó. Cụm này. Rồi chia cho. Chia cho. X trừ 1. X tiến tới 1. Đó. Tách như vậy. Và thực chất thì nếu như ở đây chúng ta sẽ bằng này. Bằng nha. Thêm này. Đây x trừ 1 thì vẫn giữ nguyên này. Đúng không? Thằng này có phải hằng thức không? Cộng với là x trừ 1 nhân với x cộng 1. Thằng này tương tự như vậy, nhân với gì? X trừ 1 nhân với x bình cộng x cộng 1. Đó. Rồi cộng với chấm 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 cộng với x trừ 1 nhân với x mũ n trừ 1 cộng với x mũ n trừ 2. Tương tự như cái ý e này đúng không? Cộng với chấm 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 cộng với x cộng 1. Rồi, chúng ta sẽ có cái gì? Chia cho
x trừ 1, x tiến tới 1. Rồi đây thực chất ta nhóm x trừ 1 ra ngoài đúng không? X trừ 1 ra ngoài trừ tiêu hết nhá. Thì cuối cùng ta sẽ bằng này. Thêm của thằng này, đây là 1 này. Trừ tiêu này. Này thì cộng với là x cộng 1 rồi cộng với x bình cộng với x cộng 1 rồi cộng với chấm 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 cộng với thằng này x mũ n trừ 1 cộng với x mũ n trừ 2 cộng chấm 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 cộng với x cộng 1. Ok chưa? X tiến tới 1. Đó. Đúng không? Trừ tiêu mà. Và thay 1 vào đây thôi thì đây là bằng 1 này. Thằng này là 2 này cộng với 2 này. Thằng này là 3 này cộng với 3 này. Đương nhiên thằng giữa cộng với 4 này. Rồi cộng với chấm 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 cộng với gì? Chỗ này chắc chắn là n này. Rồi. Và đây là tổng của gì? N số tự nhiên đầu tiên bằng n nhân n cộng 1 chia mấy? 2. Đó, giới hạn nó như vậy. Chưa nhỉ? Thằng n nhân n cộng 1 2. Ok, đấy là những cái bài mà thứ nhất liên quan đến tách và liên quan đến tách mũ m rồi mũ n. Đó. IE với IF là khá là phức tạp một chút đúng không? Còn những IA, B, C, D thì nó khá là dễ. Được chưa nhỉ? Đó, bài số 1 thì giải quyết xong là 6 ý như vậy. Tiếp tục ta sang bài số 2. Bài số 2 là bài trắc nghiệm. Tuy nhiên chúng ta xem trước khi khi mà chúng ta xem nó phải dạng vô định không, ta thay vào thôi, thay 1 vào đây. Thay 1 vào đây thì chúng ta thấy là gì? Là 3 trừ 2. 3 trừ 2 là bằng 1 rồi. Không phải dạng trên này chắc chắn là không phải bằng 0 rồi. Thay dưới thay 1 vào thì là bằng 5 cộng 3 cộng 1. 5 cộng 3 cộng 1 là bằng 9 đúng không? Đúng nhở? Đó, trên là 1, dưới là 9 thì bằng 1 phần 9 là đáp án A rồi. Đây không phải dạng 0 nhân 0, ta chỉ thay vào thôi. Chưa? Đáp án A. Đó, đúng không? 1 phần 9 chuẩn rồi đấy. Thế xong, rất là dễ. Trong trường hợp ta phải thay vào trước nhá. Nếu là 0 nhân 0, ta phải khử. Thế còn cái bài số 3 này, thay 1 lên trên thì nó là 1 trừ 3 cộng 2 là 0 rồi. Thay 1 dưới là 0 rồi. Dạng 0 nhân 0, ta khử thôi. Ta sẽ làm rất là đơn giản. Lim. Trên này mình tách luôn là x trừ 1. Nhân ngay là x trừ 2, đúng không? Thế cho x trừ 1. Tiến tới gì? 1. Và thằng này chính xác là bằng lim của gì? X trừ 2, x tiến tới 1. Thay 1 vào đây thì bằng gì? 1 trừ 2 bằng trừ 1. Vậy đáp án lại A tiếp phun A. Ok chưa? Đây là bài số 2, 3 chúng ta. Được chưa nhỉ? Đấy, những bài trắc nghiệm thì khá là dễ thôi. Không là cho máy tính tính, đúng không? À, nhưng mà nói tóm lại những bài dễ này mà cho máy tính nó hơi phí cái máy tính. Được chưa? Rất là phí cái máy tính. Nên tốt nhất là chúng ta gì? À, đừng cho máy tính làm gì, nó mệt cả. Đó. Trong trường hợp bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới dùng máy tính thôi để kiểm tra kết quả những bài toán luận thôi. Còn trắc nghiệm này chúng ta làm khá là nhanh, không nhỉ? Ok, đến bài số 3. Tiếp tục sang bài số 4. Bài số 4 này thì khả năng là thay vào thì chắc chúng ta thấy rằng trừ 2 này thì chắc là chúng ta thấy rằng là không rồi đúng không? Trừ 2 là trừ 16, 28, 16, trừ 16, ok. Chắc chắn là trên tử không này, dưới mẫu này cũng là không luôn đúng không? Nghĩ là như vậy. Khả năng thế. Và nếu không thì nó sẽ không phải là các số xác định này. Vậy chắc chắn là dạng không nhân không rồi thì mình tách ra thôi. Một là bấm máy, hai tách. Và nếu cảm thấy là nó phức tạp quá thôi mình bỏ lim đi, không phải đưa chữ lim vào nha để ta tách luôn cho dễ nhá. Là x mũ 4 thì thành nhà chúng ta có chắc chắn nó nghiệm bằng trừ 2 thì ta bấm tính luôn là x cộng 2. X mũ 4 chia cho x là bằng x mũ 3 nhân lên là cộng 2x mũ 3 thì chúng ta không có x mũ 3 trừ 2x bình nhân vào đây thành trừ 4x bình trừ 4x không có x bình là cộng với 4x. Đó, tự do chia tự do hết chỗ này hết rồi cho này là gì? X cộng 2 nhân với x mũ 3 là x bình phương nhân là 2x bình 2x bình hết đúng không? Rồi tự do chia tự do là cộng với 1 rồi và bằng x mũ 3 2x phương cộng 4x
chia cho x cộng 1. X cộng 1 thì chúng ta sẽ có cái thằng mũ, ôi gì, mẫu số thằng nào cũng là 5, đúng không? Nhỉ? Bằng trừ 2 đây bằng 5 này. Thay 5 này. Thay trừ 2 vào đây nó là trừ 8 này. À, thay trừ 2 là cũng trừ 8 luôn. Đúng không? 2 này. Thay... trừ 8 nữa. Ố. Hay quá ha. Trừ 8. 38 24 bằng trừ 24 phần 5 và là C. Đó. Chưa? Nói tóm lại ta bỏ lim đi đỡ tính. Trắc nghiệm thì mình bỏ đi nhá. Nếu còn tự luận là bỏ là hỏng đấy. Đúng không? Mình đỡ phải viết lim làm gì cho nó mất thời gian. Ok chưa? Không ta bấm máy. Đúng không? Nếu như cảm thấy bí quá ta bấm máy thôi. Đấy. Chúng này bấm máy cũng được mà. Ta thử xem là bấm máy có đúng nhá. Rồi mình bấm máy đây. Đấy, giả sử bấm máy. Mình nhập là x mũ 4 đi. À, cộng với 8x đây. Mình chia cho 3. 2x bình. Cộng x. 2. Rồi mình can thôi. Can lúc này là trừ 2. Cộng với 0,001. 1 đi, đúng không? Đó, trừ 4,799. Tức là 4,799 tức là trừ 4,8, đúng không? 4,8, 79999 kiểu này mà. Các trừ 4,8. Trừ 25 phần, trừ 24 phần 5 xem bao nhiêu? Trừ 24 phần 5. Đấy, trừ 4,8, được chưa? Chuẩn rồi đấy. Đó. Sắp xỉ đây, chúng ta sẽ thế mà tính thôi. Có thể chúng ta tính nếu chúng ta tính 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 mà nó to một chút nữa đây, mình ví dụ đây lấy biểu thức này mình can đấy, trừ 2 cộng với 0,1 tức là sát sát cái số 2. Đấy, bằng luôn trừ 24 phần 5 luôn, không phải bấm xỉ nữa đúng không? À, trừ được 24 phần 5. Khá là dễ nhỉ? Đó. Đây, cả lặng nó đi thì cứ bấm máy rồi nhanh đúng không? Chưa làm tính tay như này đôi khi nhầm lẫn, chia chác nhầm lẫn, có theo nhầm sai nguy hiểm. Ok, đây là bài số 4. Nhưng bài số 5 thì bấm kiểu gì? Đó mới là cái vấn đề. Bài số 5 là bài chống bấm máy. Tức là chống bấm máy thuần túy đấy. Là cái vừa rồi bài số 4 là ta bấm được như thế, nhưng bài số 5 nó biết bấm kiểu gì, đúng không? Đó. Bài số 5 này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Vậy chúng ta ở đây có hai cái cản A và B, tham số A và B cần phải tìm. Thứ nhất đấy, đây là dạng không nhân không, chắc chắn phải dạng không không thì nó mới là gì? Thì thay một vào đây nó là không, đúng không? Thì chắc chắn đây nó kết quả là một số xác định rồi, thì chắc chắn là phải dạng không nhân không. Có nghĩa rằng là gì? Thứ nhất là chúng ta thấy là nếu là dạng không không thì mình phải hiểu rằng là x bằng một nó là nghiệm trên tử. Đúng không? X bằng 1 là nghiệm của tử số. Đó. Là nghiệm tử số thì tức là ta thay 1 vào đây thì nó phải bằng 0, tức là 1 cộng với A cộng B là phải bằng 0. Đó. Cái thứ hai, nếu là x bằng 1 là nghiệm tử số thì tử số này x bình này cộng với AX cộng B. Đó nha. Thì lúc nào chúng ta cũng biến đổi được giống như cách chia của thầy, chúng ta sẽ chia được x trừ 1. Và đương nhiên thằng này chia thằng này thì là được x. Đó. Tự do. Chia tự do vậy chúng ta B không cần quan tâm A nhé. Đó nó hay cái cách chia của thầy. Để làm bài này, B chia cho trừ 1 thì thành trừ B. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay được là từ đây cái giới hạn của chúng ta là lim này. Lim này, y này, chính là y đấy, y bằng lim này. Thằng này chia luôn 1 này để x bình trừ 1 ý, thì chúng ta sẽ có là x trừ 1 x cộng 1, hay nói khác là x trừ b chia cho gì? X cộng 1. X tiến tới gì? Tới 1. Và thằng này thay 1 vào đây là 1 trừ b chia cho 2, đúng không? Và nó cho bằng trừ 1 phần 2. Hay hết, nói cách khác là 1 trừ b thì bằng trừ 1. Và ta tính ngay được là b bằng mấy? B bằng 2. B bằng 2 thay vào đây thì ta sẽ có a bằng mấy? A sẽ bằng 2 là bằng 3 trừ 3. Đúng không? Đúng không? Rồi. Vậy ta tính A bình B bình thôi. A bình cộng với B bình thì bằng bao nhiêu? 9 thứ 2 bằng 14.
À 13 chứ đúng không? 4, 3. 13 có đáp số không? Nào đây B. Rất hay đúng không? Đấy. Thế là dạng gì? À, chấm bấm máy đấy. Đó, chúng ta bấm máy kiểu đó. Tuy nhiên ta làm thì khá là nhanh thôi. Không có gì khó khăn cả. Ok chưa? Đây là bài số 5 của ta như vậy. Tiếp tục sang bài số 6. Bài số 6 thì khá là dễ. Thầy nghĩ là dễ bởi vì nó chỉ có một tham số thôi. Và đương nhiên là đây muốn là bằng trừ 2 này này. Thì bao giờ cũng thấy 2 nó phải là nghiệm trên tử. Thay 2 mà bằng 0 là tìm ra ngay A thôi. Đó. Bài này rất là dễ. À, tuy nhiên ta kiểm tra xem nếu nếu tại tìm được A mà nó có bằng trừ 2 không. Nếu không bằng trừ 2 thì tức là cái bài này nó xác tính nó không được chuẩn đúng không? Tức là đây là dạng không nhân không. Không nhân không thì chúng ta thấy ngay x bằng 2 sẽ là nghiệm trên tử số. Đó. Nghiệm tử số tức là chúng ta sẽ thay 2 vào đây là 2, 2 bình là 4. 4 này thay 2 vào đây là trừ đi 4a. Ồ, 4a lại cộng 4a. Ồ, nó lại trừ 4 là bằng 0. Vậy thì đương nhiên là luôn thỏa mãn rồi. Ok, thế dễ quá rồi. Nếu luôn thỏa mãn thì chúng ta chỉ cần là tách cái thằng chia tử thôi. Là x gì? Trừ 2. Đó, lại chia như vậy. Chia tử luôn này. X trừ 2 này. Thế đây còn x này. Tự do, chia tự do thằng này 4a trừ đi 4 chia cho trừ 2 thì chúng ta sẽ có 4a chia trừ 2 này thì chúng ta sẽ thế. Trừ nhỉ? Trừ 2a. Rồi, thằng này trừ 4 chia này cộng với 2. Đó, rồi chia cho x trừ 2 đây. Đã triệt tiêu hết này, chúng ta sẽ bằng là gì? X trừ đi 2a cộng 2 và thay x bằng 2 vào đây. X bằng 2 vào đây thì chúng ta sẽ có là 4 trừ đi 2a và bằng trừ 2. Vậy nói tóm lại là A bằng mấy? A bằng chuyển vế sang đây A bằng 3. Đúng không? A bằng 3. A bằng 3 thì nó thuộc chỗ nào đây? A bằng 3 lại đáp án B đúng không? Đáp án là B. Đó. Được chưa? Có hiểu không? Đây là thầy bỏ lim đi nhá. Đúng ra nó phải lim này. X tiến tới 2 này. Này bằng lim này. X tiến tới 2 này. Đó. Thế là chính xác hơn. Chưa? Đó. Thằng nghiệm tử số trong trường hợp này luôn thỏa mãn. Ok. Nó thiết kế luôn thỏa mãn. Rồi. Đó. À, tách ra này rất là dễ. Ok chưa? Rồi. Đó là bài số 6 của chúng ta. Sang bài số 7. Tương tự như vậy. Trong trường hợp này chúng ta thấy ở đây x trừ 1 nó phải là nghiệm kép trên tử này. Đó. Cả nó đi, chúng ta không còn quan tâm chỗ này nha, chúng ta cứ tính thôi. X bằng 1 nó là nghiệm ở đây. Thứ nhất, x bằng 1 nó là nghiệm của chỗ này thì chúng ta sẽ có là gì? À, ta sẽ có là x bằng 1 là nghiệm của tử số. Thì ta sẽ có là 2 này. 2 nhân 1 mũ 3 là 2 này. Cộng với A này. Trừ đi 4B này. À 4 này đúng rồi. Trừ 4 này. Cộng với B này. Là phải bằng 0. Hay nói khác chúng ta sẽ có A. Cộng B là bằng 2. Rồi. Ok. X bằng 1 ta lại tách này. Chia tương tự như vậy nha. Ta sẽ có lim luôn này. Lim của x trừ 1 này. Nhân này. Chia như thế nha. 2x mũ 3 này. Đúng không? Nhân thằng này là trừ 2x mũ 3 thì ax bình ở đâu x bình chứ xin lỗi bình 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 đấy thế nó hơi bị phương trừ 2x bình này ax bình trừ trừ thành cộng này vậy thì hệ số của thằng x chính là bằng gì a cộng với 2 nhân với x rồi tự do chia tự do thôi b chia cho trừ 1 chia cho trừ 1 là trừ b đó cho x trừ 1 bình phương x tiến tới 1 rồi ta tiếp tục nữa này bằng này bằng này triệt tiêu này ta có lim này 2x bình cộng với a cộng 2x trừ b này chia cho x trừ 1 x tiến tới 1 dưới này bằng 0. Thì chắc chắn vì đây nó là một số xác định này thì trên tử nó cũng phải là không dạng không nhân không thì nó mới còn nếu như bằng không thằng mẫu bằng không mà số trên nó khác không
thì nó phải là bằng vô cùng, nhưng kết quả này là bằng 5 nên chắc chắn là nó phải là x bằng 1 nên là nghiệm, đúng không? Thay một vào đây. Thay một vào đây. Đây nhá, thay một đây thì nó phải là nghiệm tiếp. Thay một vào đây thì chúng ta sẽ có là cũng hình như là nó vẫn là được phương trình này, nếu không nhầm thì phải không? Thay một đây này, chúng ta sẽ có nhá. Xem là ốp. Cái bài này thì cần gì phải tính nhiều thế? Hỏi A cộng B bao nhiêu thì A cộng B bằng 2 luôn, thì đáp án là gì? Đáp án A thôi. Ồ, bài này lộ quá nhỉ. Đó. Chắc chắn là A cộng B bằng 2. Đấy ngay. Còn để xem có đúng không nhá. Xem có đúng không? Mà chắc chắn là như vậy rồi. Đó, A cộng B là phải bằng 2 rồi. Rồi. Thế A cộng B bằng bao nhiêu đây? Thì chúng ta bằng 2 luôn, nó có cái phương trình này rồi. Không cần phải tính đằng sau đấy. Rồi. Đáng A cộng với 3B đi bằng bao nhiêu thì ok hơn, đúng không? Bằng 2 thì nó cho luôn rồi còn gì nữa. Nha. Tôi nói tóm lại là cái bài này nó khá là dễ. Rồi thầy làm tiếp nhé. Trong trường hợp mà nó không phải là A cộng B mà A cộng 2B thì sao, đúng không? À, ví dụ A cộng 2B hoặc A bình cộng B bình thì chúng ta không có ngay để mà vì ăn liền ăn luôn được không? Đúng không? Đó, thế thì đến đây chúng ta sẽ làm nào? Ở đây là chúng ta sẽ coi như thằng này là x bằng 1 là nghiệm, đúng không? Khi 1 là nghiệm thì chúng ta sẽ có luôn là 2 cộng với A cộng với gì? 4 trừ B là bằng 0. Đó. Đúng nhỉ? Và lúc này chúng ta sẽ có đây chúng ta đã có luôn một cái hệ nữa là 2A trừ B là bằng mấy? A trừ B là bằng thứ 6. Đúng không? Từ đây có hệ này chúng ta sẽ giải ra ngay cộng với vế. Cộng với vế thì chúng ta sẽ có tương đương với là A sẽ bằng bao nhiêu đây? A bằng bằng mấy? Em có khớp nha, cũng khéo này, nó không bằng 5 đâu là thành bài này nó cũng đúng đâu. Đó. Chúng ta sẽ có 3 ẩn. À, chúng là ba phương trình nhưng nó chỉ có hai ẩn thôi. Hai ẩn là chúng ta đôi khi là gì? Nó sẽ vô nghiệm này, đúng không? Này cộng cộng với vế thì là thành trừ 4, cộng với 3 là trừ 4 phần 3. A trừ 4 phần 3 thì thay vào đây B bằng chuyển vế sang là B bằng bao nhiêu? B bằng trừ 4 phần 3 này là chúng ta thay vào đây là B bằng 2 cộng với 4 phần 3. 2 cộng 4 phần 3 thì bằng bao nhiêu? 6, 4, 10 phần 3. Đúng không? Như thế. Đấy, 10 phần 3. 10 phần 3 trừ 4 phần 3 là 6 phần 3. 6 phần 3 chứ 2, 2. Rồi ok, đúng không? 10 phần 3. Đó. A bằng 10 phần 3 và B bằng gì? A bằng trừ 4 phần 3, B bằng 10 phần 3. Thế bây giờ chúng ta thấy một là tính nụ, tính tiếp. Hai là chúng ta thử bấm máy nhá. Thì bấm máy luôn này. Thử xem kết quả xem cái thằng này xem là có bằng 5 không nhá. À, nếu không bằng 5 là đương nhiên là sai rồi đấy. Là cái bài toán này chưa tính đến. Đây mình bấm thằng này. A bằng gì? 43 này. Là 2x tức đáng 2x bình này. Rồi. Cộng với mở ngoặc mình cứ A là bằng trừ 4 phần 3. Cộng với 2 nhân với x này. Rồi trừ đi b trừ đi tức là trừ đi 10 phần 3 chia cho x trừ 1. Rồi mình can là xấp xỉ 1 tức là 1 cộng với 0,0001 đi. Xem có bằng 5 không? Ôi trời. Đúng không nhỉ? Sao này? Đó là to này. Đúng rồi, 1 cộng đến 1 mà. Đó. Thế đấy, đúng không? Trong trường hợp này là chúng ta nếu thay vào là chúng ta thì đúng. Đúng nhỉ? Nếu thay vào xem đúng nhá, xem khả năng hay thầy này sai nhỉ? Hai này cộng với hai mình giải phương trình này xem có một nghiệm bằng một không là biết ngay mà đúng không? Trở lại nhé, giải cái phương trình 922 đây là hai bằng này
A là bằng trừ 4 phần 3. Trừ 4 phần 3 cộng 2 này. Bằng này. Tới B là trừ 10 phần 3. Trong cái nào bằng 1 không? Ô, thế là mình giải sai rồi. Thảo nào thế? Vâng. Sai chỗ nào nhỉ? Vậy thì nó không có mùng 1, tức là ta bị sai, thảo nào. Ok, để xem lại nha. Tức là cái bài này như nào đây? Thay 1 vào đây thì nó phải bằng 0. Thay 1 là 2 này. Thay 1 cơ mà, sao mình lại thay 2? 1 đây nó là 1, đấy. Nó là 2. Được chưa? Đó. Ta có A trừ B bằng... Đấy, thế này mới đúng này. A trừ B. Ok, bằng trừ 4. Rồi. A trừ B bằng trừ 4 này cộng với vế thì A bằng mấy đây? Ra. A bằng B bằng. Cộng với vế thì ta có 2A bằng trừ 2, A bằng trừ 1. Đó. A bằng trừ 1 thì B bằng 3. Rồi. Thế là chắc là đúng rồi đấy. Bây giờ thử lại xem nhá. Giờ thử đi. Nào xem đúng không. Hai này. A bằng trừ 1. Cộng 1. 1 này. Rồi, thứ 3. Ừ đúng rồi. Đấy, rồi chuẩn nha. Rồi bây giờ mình thử bấm máy xem có ra kết quả không, sợ thiết kế lại sai. 2x bình. À, thằng này a trừ 1 cộng x trừ 3. À đúng đấy, hình như đúng. X trừ 1 chắc chắn là đúng rồi. Can bằng luôn. Đấy, xấp xỉ 5. Tan miệng 1 cộng 0,0001 đấy chứ hạn, nó chắc chắn 5. Đấy, chọn rồi. Ok, đúng đấy, nhưng bài này nó hơi lộ một chút. Tức là chúng ta chỉ sử dụng hai cái điều kiện thôi đã ra này rồi. Và thậm chí là đây không cần phải cho nó bằng 5 mà chúng ta sẽ gì cho bằng một cái số A nào đó. Đúng không? Bắt tìm A cũng được. Đúng chưa? Ta nhìn thế này ta sẽ tìm giải tiếp là dễ vì chúng ta sẽ có 3 phương trình nhưng mà chúng ta chỉ có hai ẩn thôi thì chỉ cần hai điều kiện này ta đã tìm được AB rồi đó, ok chưa. Rồi đến là bài số 7 như vậy, nhưng bài này lại rất là hay là từ cái điều kiện đầu tiên là ta đã tìm A cộng B bằng 2 rồi. Ok, rồi đây là bài số 7, rất nhiều thời gian quá. Ok, tiếp tục ta sang bài số 8 này. À, người ta biết lim giới hạn của x bình cộng 3x trừ đi 4 chia x bình trừ 3x cộng với 2 chia x tiến tới 1 bằng a trên b, với a b thuộc nguyên b khác không, tính giá trị lớn nhất của a nhân b bằng, thì trước tiên ta tính cái giới hạn này xem bằng bao nhiêu đã. Nói tóm lại là a trên b bằng bao nhiêu đúng không, thì cái giới hạn này chắc tính rất là dễ rồi, ta có lim này. À, mình chắc chắn là dạng không nhân không đúng không, thay vào đây là 1 3 4 rồi, ok không rồi. Đây là 0 rồi, tức là x trừ 1 nhân với x trừ đi mấy trừ trừ thành cộng, cộng 4 đúng không? Rồi chia cho x trừ 1 nhân với x trừ 2, rồi x tiến tới 1. Và đây ta sẽ được là bằng lim x cộng 4 chia cho x trừ 2, x tiến tới 1. Em mất dạng không nhân không rồi, mất dạng không không đúng không? Thay vào đây là 5, 5 trên trừ 1 thì bằng trừ 5. Trừ 5 thì bằng A trên B. Ok chưa? Từ đây người ta rút ra được A bằng trừ 5B. Vậy thì ta có A nhân B thì bằng bao nhiêu? A nhân B thay A vào đây thì bằng trừ 5B bình phương. Đó. Mà B khác không thì đúng ra thằng này luôn nhỏ hơn hoặc bằng không, đúng không? Vì bình phương luôn nhỏ bằng không. Nhưng mà B khác không, B khác 0 và B thuộc Z.
Do đó B nó sẽ gì? À, nhỏ nhất thằng này sẽ từ đấy suy ra A nhân với B bằng trừ 5B bình này này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng trừ 5, bởi vì cái số B này nhỏ nhất này đồng 1 nếu là B nguyên dương và nguyên âm thì nó cũng bằng trừ 1, nó sẽ là lớn nhất để tạo thành nhỏ nhất. Nếu như B mà càng lớn nhất bằng 2 thì nó là gì? Thằng âm này càng 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 lớn và nó càng nhỏ xuống, đúng không? Càng nhỏ xuống. Trừ 3, trừ 2, trừ 3 tương tự bình phương thì nó y hệt như vậy. Vậy thì A nhân B lớn nhất trong trường hợp này, A nhân B nhỏ hơn bằng trừ 5. Vậy từ đấy suy ra A nhân B max là bằng trừ 5. Trừ 5 đương nhiên khi nào? À, khi B bằng ấy cộng trừ 1. Đó, B cộng trừ 1. B bằng cộng 1 hoặc trừ 1. Đương nhiên là B bằng 1 ấy, thì A bằng trừ 5 và ngược lại B bằng trừ 1 thì A bằng 5 thôi. À, tóm lại như vậy. Ok, vậy chúng ta sẽ khoanh vào đáp án nào? À, đáp án là C của chúng ta. Khoanh đáp án C. Đó, đây là câu số 8. Bài số 8 chúng ta như vậy. Được chưa nhỉ? À, tiếp tục ta sang bài số 9. Bài số 9 chúng ta, cái dạng này thực chất là chúng ta đã làm ở phần tự luận rồi, đúng không? Nhưng nó ẩn đi. Ở đây chúng ta sẽ thêm bớt, thêm một và bớt một thôi. Đó. À, chúng ta sẽ thêm một và bớt một này. Chúng ta sẽ có là lim này. Nhất là chúng ta có thể là cái bài này này, nếu như chúng ta có thể cho m với l một giá trị bất kỳ, chúng ta sẽ có thể tính luôn được. Đấy, hoặc cách thứ hai ta làm. Đây thì sẽ giới thiệu ta hai cách nha. Cái thứ nhất là ta gì thêm bớt này, chúng ta sẽ có lim này của x mũi m. Đấy, mình trừ một luôn. Rồi trừ đi x mũi n trừ 1. Đó, thêm vào bớt 1. Chia cho x trừ 1. X tiến tới 1. Và ta tách ra làm hai thôi, bằng lim của x mũ m trừ 1 chia cho x trừ 1, x tiến tới 1 và trừ đi lim của x mũ n trừ 1 chia cho x trừ 1, x tiến tới 1. Thực ra cái này chúng ta đã làm phần tự luận rồi, có bài tự luận như này rồi. Đây chính là bằng m và đây chính là bằng n đây. Kết quả nó m chỉ l, đúng không? Cái bài tự luận là thầy đã làm rồi đúng không nhỉ? Đó, bài tự luận đã có làm bài tự luận rồi. Thế thì bài tự luận đó là bài số nào nhỉ? Tí tí nữa thầy cho sẽ nói lại chúng ta xem nó là bài nào nhé. Ok. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ chia thôi. Thực ra chúng ta chỉ làm thằng này thôi nha, thằng này tương tự nha. Có lim này. X mũ m trừ 1 chia cho x trừ 1 thì bằng x tiến tới 1. Bằng lim của x trừ 1 này, chúng ta sẽ chia này. X mũ m chia cho x mũ m trừ 1 này. Rồi nhân ngược lại thì lại cộng này. X mũ m trừ 2 thì cộng với chấm 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 cộng với x. Rồi cộng với 1. Tương tự cho x trừ 1 và x tiến tới 1. Đó. Và tính ra chính là bằng lim của gì? X mũ n m trừ 1 cộng với x mũ m trừ 2 cộng với chấm 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 cộng với x cộng với 1 x tiến tới 1. Đó. Và này có gì? Bằng gì? 1 cộng 1 cộng với chấm 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 cộng với 1 cộng với 1. Vậy đây có m số 1 hay chính là bằng m. Tương tự thằng này sẽ bằng n. Vậy kết quả chính là m trừ n. Đó, đáp án là C này. Ok chưa? Cách thứ hai nhé, cách thứ hai chúng ta sẽ cho m một giá trị đặc biệt. Trong trường hợp này cho m, nếu giả sử cho m bằng 2 là bằng 1 thì 2 trừ 1 là bằng 1, nó trùng với cái đáp án này. Nên chúng ta sẽ cho m bằng 3 đi. Đấy là bằng 1. Đó, cho này. M bằng 3. Rồi l bằng 1. Đúng không? M bằng 3 và l bằng 1 thì thay vào thì ta sẽ có là lim của x mũ 3 trừ đi x rồi hết rồi đúng không, chia cho x trừ 1 đó, x tiến tới 1, cái này rất dễ rồi đúng không, bằng lim không cần phải bấm máy x ra ngoài nên còn x trừ 1 rồi nhân với x cộng 1 nữa đúng không nhỉ, đó, x ra ngoài đúng không, x bình chia cho x trừ 1 x tiến tới 1 và thực ra chúng ta chia hết đi, thay 1 vào đây thì nó là bằng 2 đúng không, bằng 2 thì mình thay này. À, m bằng 3 thì đây là 3 không phải nhá, cộng cùng càng không nhá thì chắc chắn là gì? À 3 trừ 1 bằng 2 và đây là 1 thì khoanh vào đáp án C, đúng không? Đây chính là bằng m trừ n. Đó, chúng ta có thể làm cách này nhanh hơn, đúng không?
Hoặc là nếu như bí quá chúng ta sẽ bấm máy, tức là chúng ta cho đại diện luôn cái giá trị nào đó để chúng ta sẽ thay một đáp án. Đây là cách mà chúng ta có thể làm về hướng về mặt trắc nghiệm. Còn tự luận thì bắt buộc chúng ta phải làm cách cách một rồi, đây gọi là cách một. Tự luận bắt buộc làm cách một, chúng ta không thể làm này được, thấy chưa? Ok, thì đấy là cái trường hợp một của chúng ta là như vậy.